Xin chào mừng toàn thể bác trở lại với kênh YouTube của Hoàng Nam Audio nha. Hôm nay em Nam lên sóng để đồng hành cùng toàn thể bác giới thiệu về nội thất của cặp loa JBL FX835. Hôm qua thì em Nam cũng đã test chất âm của cặp loa full đôi 3 đường tiếng khủng nhất của hãng JB rồi. Và ở đây thì em Nam cũng đã tháo toàn bộ côn tép cũng như là của loa chung ra rồi. Và sau đây các bác cùng em Nam sẽ khám phá xem bên trong nội thất của em nó như thế nào, về độ đẹp cũng như là độ zin hoàn hảo của cặp loa này có xứng đáng là một trong những cặp loa đáng chơi hay không các nhá. Và sau đây các bác cùng em Nam sẽ nhìn vào chiếc tép đầu tiên của cặp loa này. Nó sử dụng tép là 2432H, một trong những dòng tép neo rất là đẹp. Và các bác có thể nhìn thấy này, cái độ óng ánh vẫn còn là rất tuyệt vời ở những cái pick titan. Rồi, và những cái vòng dây đây, chúng ta đang được soi một vòng để xem là cái độ zin của côn tép. Và nó rất rất quan trọng khi mà chúng ta đi mua những cái sản phẩm mà như là những cặp loa của JB như thế này các nhá. Bởi vì nếu mà chúng ta mua phải những cặp loa mà đã sửa chữa hoặc là thay thế những cái vòng côn hoặc quấn lại thì những cặp loa nó sẽ không còn cái độ hay và mất giá trị rất là nhiều. Và đó là dòng chiếc tép đầu tiên thì các bác có thể nhìn thấy này, họng tép đây. Và đặc biệt ở đây là cặp loa này là không chỉ có ngoại hình đẹp, chất âm hay mà tất cả các triện số seri của cặp loa này đều phải trùng một cặp các nhá. Đó là đầu tiên chiếc tép là triện 116 và bên đây cũng là triện 116 các nhá. Và tiếp theo chúng ta sẽ khám phá về chiếc tép thứ hai để xem là độ zin độ đẹp của chiếc tép thứ hai 2432H này. Đó. Và em Nam đang xoay một vòng để các bác có thể chiếm ngưỡng được chi tiết hơn về vòng côn này, rất là đẹp luôn. Và các bác có thể nhìn thấy này, còn sáng óng ánh 7 màu luôn. Đó là về chiếc tép. Và tiếp theo chúng ta sẽ khám phá đến loa chung. Loa chung thì ở đây thì các bác có thể nhìn thấy này, 2169H, một trong những dòng chung từ neo rất là hay. Và ở đây là triện 12 các bác nhé. Và 2169H này, ở đây cũng là dấu triện 12 đây, các bác có thể nhìn thấy rất là rõ. Và em Nam cũng tháo củ loa chung ra rồi. Đây là họng kèn chung này. Và sau đây các bác cùng em Nam sẽ khám phá về bên trong độ zin độ đẹp của họng loa chung này. Ok, đó là chiếc củ chung đầu tiên các bác có thể nhìn thấy này, tím ngắt luôn. Một trong những dòng loa chung rất là hay của dòng từ neo rồi. Và các bác nhìn thấy ống ánh xương 7 màu luôn. Chung nguyên một cặp các bác nhá, đều trùng cả số triện luôn. Đó, đây là chiếc tép chiếc chung thứ hai này. Đó, các bác nhìn này, tím màu khoai môn luôn. Và đó là lý do tại sao mà cặp này được đánh giá là hay đến như vậy. Thì nó thể hiện ở giải tép và giải chung. Và loa này thì hát lời ca của em nó thì chấm hết luôn các bác nhé. Những cái cặp loa mà có cái giải chung như thế này thì rất tuyệt vời. Dòng 3 đường tiếng thì chúng ta không phải bàn cãi về lời ca tiếng hát rồi. Và em Nam sẽ bỏ cái này ra để chúng ta khám phá sâu hơn vào phần bên trong của em nó nhé. Đó, các bạn có thể nhìn thấy này, bên trong em nó này, nhìn này, phần tần thì phải nói là khủng khiếp nhất trong tất cả các dòng loa hiện nay có mặt trên thị trường của dòng JB đó nhá. Được phân làm hai mảng và những cái con tụ con trở thì các bác có thể nhìn thấy này, cực kỳ kinh khủng luôn. Và những cái phân tần được sử dụng những linh kiện vô cùng cao cấp mà hãng tích hợp vào. Các bác có thể nhìn thấy những quả tụ và rất hiếm gặp hiện nay mà chúng ta thấy được rằng nó sử dụng những cái linh kiện đây, những cuộn cảm đây, cuộn trở đây. Đấy, con trở sứ ấy, rất nhiều, rất nhiều luôn. Và đặc biệt của em nó là sử dụng bát ma trận đánh úp trên và úp dưới. Nó sử dụng quả bát huyền thoại 2226HPN từ trường từ 22 cô 100. Và trong tình trạng thì là tím ngắt ngàn ngăn
Và các bác có thể nhìn thấy là số triện ở trong đây cũng vậy. Số triện này, số triện 12 này. Đó. Ở bên đây thì em Nam sẽ cố gắng xoay. Đây, cũng là số triện 12. Rồi. Và tất cả là đều trùng hết các bác nhá. Và bên trong đây là sẽ là chiếc bát được úp. Đó. Bên trong đây cũng vậy. Có tím ngắt và màu khoai môn luôn các bác nhá. Đó là về phần nội thất và phân tần cũng như là hai quả bát của chiếc loa thứ nhất. Và đây là chiếc loa thứ hai thì em Nam sẽ nhấc cái hỏng kèn này ra để các bác cùng em Nam khám phá thêm. Rồi, vẫn là một mảng phân tần mà kinh khủng khiếp mà nhà hãng đưa vào. Và bên trong đây thì các bác có thể nhìn thấy này, vẫn là số triện 12, 4 quả bát này là như một luôn các nhé. Rất rất hiếm những cặp loa nào mà phải nói là sử dụng cái dòng bát như thế này, cũng là triện 12 các nhé. Cấu trúc của bát thì em chưa nói, nhưng mà riêng về đánh cấu trúc ma trận như thế này thì đây là cặp loa đầu tiên của CB mà em thấy được rằng là hai bát đánh cộng hưởng úp ngược ma trận như thế này. Và cái phân tần thì em thấy là to nhất từ trước tới nay mà em thấy ở trong dòng CB đó nhé. Tại sao nó lại có một cái chất âm mà vô cùng tuyệt vời đến như vậy? Sử dụng những cái con tụ như thế này có thể thấy là to và rất hiếm gặp trên những cặp loa khác các bác nhé. Rồi, đó là clip em muốn giới thiệu chi tiết về nội thất của cặp loa FX835 full đôi 3 đường tiếng hay nhất của dòng JB hiện nay. Và mọi thông tin chi tiết thì các bác có thể liên hệ Hoàng Nam Audio nhé. Và đừng quên cho em Nam xin một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh. Và bây giờ em xin thân ái hẹn gặp lại toàn thể các bác đẩy cho em Nam lên 8.000 lượt đăng ký kênh để em Nam tiếp tục có những cái chương trình tri ân vô cùng đặc biệt để gửi tới toàn thể các bác trong thời gian sắp tới nhé. Xin chào, hẹn gặp lại toàn thể các bác.